Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 cũng là thời điểm hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi. Nắm bắt nhu cầu của du khách, các địa phương đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, trong đó có việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn. Như là tại thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam, dịp nghỉ lễ này địa phương khởi động tour Cổ Cò Quyền Thoại, sản phẩm du lịch cộng đồng đặc sắc thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế. Đây là một trong những nỗ lực nhằm đánh thức tiềm năng du lịch trên sông Cổ Cò. Dòng sông từ lâu được kỳ vọng khơi thông để kết nối Đà Nẵng và Hội An bằng đường thủy. Đến Hội An đã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhóm du khách nước ngoài này được khám phá một góc rất khác của Hội An, khu vực ven sông Cổ Cò. Tour Cổ Cò Quyền Thoại bắt đầu bằng hành trình du ngoạn dọc sông Cổ Cò đến xóm chùa An Bàng bằng thuyền chèo tay. Du khách được tận mắt chứng kiến cách ngư dân địa phương đánh cá với những ngư cụ truyền thống từ nhiều đời nay. Tính hài hòa giữa sông nước và cảnh vật xung quanh cũng như làng quê và những cái di tích còn lại, chắc chắn rồi hành trình trên sông Cổ Cò sẽ là một tour đáng được mở rộng, đáng được xây dựng vun đắp. Sau khoảng 30 phút chèo thuyền, du khách thăm làng chài An Bàng bằng xe đạp với những điểm dừng chân không thể thiếu của một làng quê Việt như cây đa di sản, giếng đá cổ, dấu tích của đình đá cổ, và lắng nghe những câu chuyện, những điển tích xưa minh chứng cho bề dày truyền thống văn hóa lịch sử của vùng đất này. Nếp sống, lối sinh hoạt, ẩm thực đậm chất Quảng cũng được chính người dân địa phương giới thiệu tới du khách bằng cách mộc mạc nhất thông qua ly chè đậu gián, chén bánh bèo hay tô mì Quảng truyền thống. Công thức các nguyên liệu tụi em là hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng máy móc, chỉ có sức lao động con người và không có sử dụng hóa chất gì cả. Rất là mì tự nhiên, tôm thịt vẫn ở đây, tại vì nguồn tôm mình nuôi trước sông. Thịt mà có người ta quanh đây người ta nuôi thịt, nên là mình sử dụng nguyên liệu tự nhiên, mình tự hào về điều đó. Xuyên suốt hành trình khoảng 3 giờ đồng hồ, tour Cổ Cò Quyền Thoại với nhiều trải nghiệm đậm chất văn hóa bản địa khiến du khách nước ngoài đặc biệt thích thú. Trong thời gian tới, Cổ Cò Quyền Thoại dự kiến sẽ được Hội An đưa thành điểm du lịch và tour tuyến phục vụ du khách thường xuyên liên tục. Tôi rất thích tour này, lần đầu tiên được đi thuyền trên sông, được thấy ngư dân đánh cá bằng lưới như thế nào và hiểu nhiều hơn về Việt Nam, về vùng đất này của Hội An. Thực sự là một tour đặc sắc mà tôi nghĩ mọi người rất nên trải nghiệm. Hướng dẫn viên nhiệt tình và những người dân mà chúng tôi gặp trong hành trình đều rất là tuyệt vời. Trước thế kỷ 19, sông Cổ Cò từng là tuyến đường thủy quan trọng nối liền tiền cảng Đà Nẵng với thương cảng Hội An. Tuy nhiên, từ thế kỷ 20, con sông này đã bị bồi lấp mạnh và trở thành đất ở, đất vườn của người dân. Trong khi chờ dự án khơi thông lại sông Cổ Cò để biến thành tuyến đường thủy đặc sắc, kết nối du lịch Đà Nẵng và Hội An được thực hiện, thì tour Cổ Cò Quyền Thoại đoạn qua phường Cẩm An, thành phố Hội An mới được khởi động đã cho thấy phần nào sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch trên dòng sông Cổ Cò.